Vâng, em lại gửi lời chào đến toàn thể các bác các anh em đam mê đi bắt ong rừng. Thì hôm nay em cũng làm một cái video hướng dẫn cho các bác anh em mới chơi cách độ một chiếc quạt để các bác đi bắt ong rừng nhé, cho nó mát mẻ. Thì như thấy thời điểm này đã đang mùa hè ở ngoài miền Bắc, nên anh em đi bắt ong thì mặc bộ quần áo bắt ong cũng khá là nóng. Thì hôm nay em cũng chia sẻ cho các bác mới chơi tham khảo cái cách độ loa mà bên em hướng dẫn cho các bác nhé. Thì đầu tiên em cũng xin giới thiệu sơ qua về cái phương thức giao dịch bên em. Các bác nào đang có nhu cầu tham khảo những cái bộ quần áo bắt ong rừng hay là gốc trầu cây hai đinh, một đinh hay là những chiếc quạt xế thì các bác có thể liên hệ trực tiếp bên em để đặt hàng theo hai số điện thoại chính của shop ở bên dưới nhé. Và bây giờ em cũng xin giới thiệu luôn về cái cách độ cũng như là cái bộ quần áo bên em. Đây là một chiếc bộ quần áo hàng Việt Nam may nhé, hàng Việt Nam may. Hàng này thì đảm bảo các bác là cái bộ này thì khá là dày. Đấy. Bộ này thì nó bằng vải bạt kaki anh em nhé, áo liền mũ liền ủng liền găng tay. Đấy. Và hôm nay em sẽ chế quạt cho một cái bác. Đấy. Và cũng làm một cái video hướng dẫn anh em luôn, bên em cung cấp đầy đủ không nhé. Thì đầu tiên các bác là nói chung là cái này cũng rất đơn giản thôi không nhé. Đấy, đây thì các bác phải chuẩn bị cho em một cái kéo. Đấy, một cái kéo hoặc một con dao tem thôi nhé. Đấy, tùy theo anh em. Đấy. Đây là quả pin này. Hàng này thì đảm bảo các bác là hàng cao cấp, quạt này càng hàng đắt thôi nhé, hàng bên em hàng cao cấp. Pin của nó như bác thấy là pin của nó là khoảng 10.000 mAh, anh em chạy thoải mái luôn thôi nhé, pin 10.000 rất là ok luôn. Khi các bác chế thì nó đi theo có hai chiếc quạt này thôi nhé, hai chiếc quạt và một cái dây này. Và em sẽ làm từ từ hướng dẫn các bác nhé, các bác xem. Cho em thì các bác xem cố hết video thì các bác sẽ làm được nhá. Đấy. Thì đầu tiên như cũng thấy là nó sẽ có các bác chế thì là nó có một là các bác chế làm sao quạt thì nó có một cái là sau lưng của nhau nhé. Đây. Đánh giá đây. Đấy. Đây trong này thì cái bộ quần áo này sẽ thiết kế cho các bác là cái túi đựng quả pin dự phòng rồi. Đấy. Thì một là các bác chế theo cái ở giữa lan lưng hoặc là dưới lưng một chút thôi nhá, ở dưới lưng một chút, dưới lưng khoảng độ 50 phân là ok. Thế cái hai là các bác chế một cái trên đỉnh đầu, đấy thôi nhá, trên đỉnh đầu. Đây là quạt này thôi nhá. Đây là quạt đây. Thì các bác chế thì các bác như các bác thấy đây cái quạt đâu nhá, đấy quạt này thì nó có một lỗ cắm thì các bác xoáy này ra, đấy, xoáy này ra, đấy, xoáy ra các bác nhá, đấy xoáy này ra. Ừ. Đấy thì các bác kiếm bọn em cái bút thôi nhá, quyền được phẩm cái bút ra đây. Mượn cái bút. Đây. Nói chung là bút bi thì càng tốt, xem có bút bi không. Đây là cái bút ấy không, bút lông thôi được. Để lấy bút nhiều nhá. Đây các bác đây. Đây các bác nhá, đây. Trên đỉnh đầu các bác nhá, đây. Thì các bác viết cho em đây, xung quanh này. Đây. Đây vòng tròn các bác nhá. Đây là một là bác cắt cái cao tem, hai là bác lấy kéo cắt là sao cắt được là được. Đây để em cắt luôn các bác nhá, vừa làm vừa hướng dẫn cho anh em luôn. Cái này thì cũng đơn giản, nó không có gì khó cả. Cắt làm sao cắt cho nó đấy. Đây các bác cắt làm sao cho nó vừa vừa thôi phải là được. Đây nó cũng không chính xác cao đâu, nói chung là vừa thế này là ok rồi các nhá. Đấy thì mình lắp cái quạt vào các nhá. Đây. Đây nó có hai lỗ nhá. Đây thì đây là cái quạt thì các bác cắm một đầu ở đây, đây các nhá, cắm ở đây. Đấy. Một cái trên đỉnh đầu là cái dài thì các bác cho cái này. Đấy các bác nhá. Đây, đây có lỗ cắm quạt ở đây các nhá. Đây, lỗ cắm quạt đây. Đấy, lỗ cắm quạt đây thì mình luồn vào sau đây. Cái này là các bác cho vào trong nhá, để nó mát vào trong này. Cái này ra ngoài này, cái đầu này ra ngoài. Đấy nhá. Đây thì các bác luồn vào.
Cái này thì cũng không có gì khó cả, nói chung anh em là anh nào cũng làm được hết. Đấy. Đấy. Luồn vào đây luôn nhá. Thì các bác thấy là nó cũng đơn giản thôi, đây rút vào đây làm sao nó vừa khít một chút chút thôi nhá. Đấy. Đây. Này các bác nhá, khít chưa? Đấy. Đây là gáy các bác nhá, em là ấy độ trên gáy mất rồi, ừ, gáy này, vào gáy mất rồi, đây độ một cái trước gáy đi, cũng được không sao, độ trước gáy đi, trong đây các bác xoáy vào đây rồi nhá, đây cái này các bác xoáy vào thôi. Trước đây. Đây luôn nhá. Đây. Nói chung là dao tem hoặc kéo là các bác cắt được thôi, không có gì khó cả. Đấy. Đây, anh em nhá, đấy anh em nhìn nhá, đây không cần cắt bằng đâu, hay cắt làm sao đừng bằng cái ấy này, bằng cái viết này bác cắt mói một tí thôi nhá là cũng được, không cần thiết lắm. Đây là các bác đút vào thôi, đấy cái đầu ấy này nó sẽ vào trong anh em nhá. Đấy. Anh em mới làm thì nó chưa quen, sau nó sẽ quen. Cái này cũng không có gì khó cả. Từ từ dần dần sẽ quen hết anh em nhé. Mới chưa quen sau thì bỡ ngỡ sau nó quen hết. Nói chung là các bác độ được hết. Kể cả tất cả các loại quần áo bắt ong. Đấy, ok. Là sẽ độ được. Xong rồi các bác nhá. À, thì như bác thấy là đây, cái này xong các bác xoáy cái ốc, à, cái xoáy cái nắp này được là xong. Đây, đây, xoáy đầu này lại. Đấy. Đấy. Đây các bác xoáy xong rồi. Đấy, xoáy đầy rồi nhá, này là xong. Ok chưa? Thế bây giờ là sẽ pin đây. Tôi sẽ pin đây cắm vào đây. Thì như bác thấy là sẽ đây là xong rồi. Là xong rồi nhá. Đây. Thì đây một trước ở đằng sau này. Đấy xoáy chưa? Thì các bác cắm. Ok được các bác ạ. Chắc chắn luôn. Thì các bác thấy là các xoáy vào đây. Một cái thì các bác để pin ở phòng đây anh em nhé. Để pin ở phòng đây. Đây là cái cắm ở đây. Đây.
cắm lỗ đây anh em nhé. Đấy. Một cái thì cắm dần cắm dần. Các bác bật bật nguồn lên các nhá. Đây. Các bác bật này. Thì nó có nút on nút on các bác ấn trên nhá. Đấy, số 1 này. Thì sẽ bật này. Đấy, mát chưa? Đấy. Dấu o rồi các bác nhá. Đây. Đấy, rất mát luôn. Đấy, dấu o hết rồi. Đấy. Rất mát luôn các bác nhá. Đấy. Đấy. Cái này thì nếu mà các bác tắt thì tắt ở đây bác nhá. Đây. Nó có mấy nấc ấy, đây, nấc này nấc bình thường, đấy, nấc to này, đấy, tạm dừng này, đây, nấc 1, nấc nhỏ, đây, tắt ở đây, đấy, to, đây, tắt các bác nhá, tắt các bác giữ ấn một tí, thì các bác, cái này thì các bác rút vào đây luôn nhá, anh em nhá, rút vào đây, đấy, đây, đây, em đã chế xong rồi anh em, đấy, chế xong anh em nhá, đấy, chế xong rồi các bác, về cái bộ quạt này, đấy, đây là em sẽ chế cho các bác ở đâu, đây, xíu thôi đây. Đấy, đây là chế xong một cái bộ quạt này. Các bác nào đang có nhu cầu tham khảo về chế quạt thì alo cho em không nhá. Đấy. Đây là xong một cái bộ quạt anh em nhá. Chế một cái đây. Đấy, một cái sau lưng anh em nhá. Đấy, một cái sau lưng đây. Đấy, như này là ok rồi. Đấy, rất đơn giản thôi, không có gì khó cả anh em nhá. Đấy, các bác nào có nhu cầu tham khảo về chế quạt thì alo cho em để đặt hàng. Video rất là ngắn thôi. Xin chào tạm biệt các bác. Hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.